Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin khi quyền bộ trưởng quần xong tới lượt ông Chính quần lại. Bà Lan bị ông Thủ trói tay. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, những ngày qua bà quyền bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã dùng truyền thông gái ông Thủ tướng phải vào cuộc để giải quyết hàng tá rắc rối từ thời ông bộ trưởng cũ Nguyễn Thanh Long để lại. Có nhiều vấn đề dù chỉ đạo liên ngành cũng khó gỡ rối được bởi còn rất nhiều vướng mắc về mặt pháp lý. Những văn bản dưới luật như nghị định, thông tư, v.v. đã đưa ông Phạm Minh Chính vào một vòng xoáy rắc rối, khó giải quyết. Sai phạm ở Bộ Y tế là vấn đề nan giải thực sự. Rất nhiều đời bộ trưởng để lại đống đổ rác này và gặp rắc rối vì nó. Có người nói nếu thế và lực bà Nguyễn Thị Kim Tiến không vững thì số phận của bà Tiến không khác gì số phận của ông Nguyễn Thanh Long hiện nay, đó là ngồi bóc lịch. Cho nên khó nói đến số phận của bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ ra sao trong thời gian tới. Đây là hình ảnh quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Việc ném hết khó khăn cho sếp là cách làm vừa khôn lại vừa dại. Khôn bởi bà đã nhẹ đi một gánh nặng khi mới tiếp quản bộ, và bà cũng xác định những khó khăn ấy không phải do bà đã gây ra. Tuy nhiên, việc gì cũng vừa phải, nếu chất quá nặng trách nhiệm lên ông Thủ tướng, thì người ta sẽ đặt câu hỏi là quyền và trách nhiệm của bà quyền Bộ trưởng đang ở đâu. Với lại, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính còn lo nhiều bộ khác, chỉ cần gánh phần cho bà quyền Bộ trưởng thì ông Thủ tướng đã toát mồ hôi vì quá nhiều vấn đề bủa vây. Nếu chất gánh nặng thêm lên vai ông Thủ tướng thì không khéo bà Đào Hồng Lan lại nhận phản ứng ngược của ông sếp. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Để giải quyết khó khăn cho Bộ Y tế có hai vấn đề lớn, đấy chính là tháo gỡ vướng mắc cơ chế và phải cấp ngân sách cho thật nhiều. Nhiều năm qua, tình hình ở Bộ Y tế bi đát đến mức mua dao cùn để phẫu thuật, mua chỉ dởm để khâu vết thương. Mạng sống của bệnh nhân, tức là người dân cả nước, đang bị xem thường quá mức. Ngay cả ông Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến giải quyết đã không xong, thì giờ này bà Đào Hồng Lan gánh vác thì lấy là trách nhiệm và nhiệm vụ được xem là bất khả thi. Hơn nữa, bà lại không biết gì về ngành y cả. Chiều 29 tháng 8, trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất chuyển 800 tỷ đồng vốn dư của y tế cho ngành giao thông. Đây quả là tin sét đánh đối với bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ngân sách Bộ Y tế vốn đã rất thấp, chỉ bằng 1/8 của Bộ Công an. Vậy mà, giờ ông Thủ tướng có chủ trương ngắt bớt 800 tỷ đồng mang qua Bộ Giao thông Vận tải. Nhiều người đánh giá hành động của ông Thủ tướng Chính chẳng khác nào đang trói tay bà. Không có tiền thì cải thiện ngành y tế như thế nào đây? Và cũng nhanh trí, bà Đào Hồng Lan bày ra trò kể khổ để Bộ Y tế xin giữ lại 800 tỷ. Dù chưa chuyển sang Bộ Giao thông Vận tải, nhưng rõ ràng ông Thủ tướng đã nhá đòn để bà quyền Bộ trưởng khỏi quần ông nữa chăng. Hiện nay, Trung ương đã phân bổ ngân sách cho Bộ Giao thông Vận tải là 69.053 tỷ đồng, trong khi đó phân bổ ngân sách cho Bộ Y tế là 11.282 tỷ đồng. Như vậy, ngân sách cho Bộ Giao thông Vận tải hơn 6 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Vậy mà ông Thủ tướng lại cho chuyển tiếp 800 tỷ từ Bộ Y tế qua Bộ Giao thông Vận tải nữa. Bà Đào Hồng Lan không có chuyên môn của ngành y, vậy mà ông Thủ tướng còn bóp ngân sách thì khó khăn lại càng thêm khó khăn. Không biết vì lý do gì mà ông Thủ tướng lại làm như vậy. Liệu có phải là ông Thủ tướng nổi nóng vì bị bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế quần mấy ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay cho tả tơi ra hay không? Khi bóp ngân sách, ông Thủ tướng đã đưa bà Đào Hồng Lan vào khó khăn mới, cũng không biết bà sẽ xử lý như thế nào. Đây là hình ảnh tới lượt ông Thủ tướng quần lại bà Lan. Có một điều là người ta không thấy sự phối hợp nhịp nhàng trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người ta thấy thọc gậy bánh xe là nhiều. Không hiểu sao chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu bà Đào Hồng Lan vào chức Bộ trưởng Bộ Y tế để Quốc hội chuẩn thuận, mà giờ đây ông lại làm cho bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế gặp một khó khăn khó giải quyết ngay từ đầu như thế. Lẽ nào ông Chính đang không thoải mái khi bị bà Lan kéo vào mớ hỗn độn ở Bộ Y tế mà ông Nguyễn Thanh Long
đã để lại. Chỉ mới phối hợp với nhau chưa lâu mà bộ này đã có dấu hiệu rạn nứt với chính phủ, chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hổ Ba Dũng và báo đốm Hoàng Yến choảng nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay. Như tờ Thời báo.d đã đưa tin ở những bản tin trước, sai lầm lớn nhất của bà Đặng Thị Hoàng Yến chính là kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, lên số tiền lên tới 2,5 tỷ đô. Từ vụ kiện, ông Ba Dũng không mất tiền mà mất danh dự, bởi vì sự kiện mà người ta biết đến ông Ba Dũng là người để bụng và tìm cách triệt hạ những ai dám nhắm vào ông, và Tân Tạo hiện nay cũng đang phải điều đứng về điều đó. Thực ra bà Đặng Thị Hoàng Yến không còn thiết tha gì với Tân Tạo nữa. Dù cho Tân Tạo có tàn tạ mấy, bà cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì bà đã rút phần lớn tiền về Mỹ. Tuy nhiên, những cổ đông của Tân Tạo giờ phải gánh hậu quả những gì bà để lại. Hầu hết những cổ đông của Tân Tạo là những nhà đầu tư vốn mỏng, chứ không nhiều tiền như bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đây là hình ảnh Tân Tạo giờ không còn gì nữa. Tân Tạo do bà Yến làm chủ đã từng thuê công ty của chồng là Vietnam Land san lấp mặt bằng khu công nghiệp. Chồng bà Yến thuê nhiều đối tác san lấp mặt bằng. Khi đã hoàn thành thì ông này lại chạy sang Mỹ, không thanh toán số tiền còn lại trong hợp đồng với đối tác san lấp. Còn bà Yến thì làm đơn ly dị. Khi bị các công ty san lấp đòi nợ, bà lại nói không liên quan vì đã ly dị. Hơn nữa, bà và chồng là hai công ty riêng biệt. Tòa án đã chất vấn đòi chứng minh Tân Tạo đã trả tiền san lấp cho Việt Nam Lan, thì bà Yến không đưa ra được bằng chứng để chứng minh. Và tòa buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp, bà nhất quyết không chịu. Đây là hình ảnh thời hoàng kim của Tân Tạo bây giờ chỉ còn là quá khứ. Việc tòa án buộc bà Yến phải trả tiền cho những người san lấp hợp lý. Tuy nhiên, bà Yến đã thuê luật sư cãi chứ không chịu trả tiền cho đối tác. Hiện tại, người chịu thiệt nặng đất nhất đã từng là những người đã săn lấp công việc cho Tân Tạo của bà. Đây là khó mà kết luận lừa đảo, bởi vì vụ việc được đưa ra tòa giải quyết, mà tòa án tại Việt Nam thì rất dễ bị công lý. Họ bẻ cong vì tiền, vì quyền. Về quyền và tiền thì đối với tác của bà không thể so sánh với bà được. Nhiều người cho rằng bà Đặng Thị Hoàng Yến rất giỏi tung hỏa mù. Bà chiếm với ông Ba Dũng là thật, và dựa vào đó bà đổ lỗi cho âm mưu của Nguyễn Tấn Dũng nhằm trả thù việc bà khởi kiện. Nên bà Yến nhất định không đồng ý với phán quyết của tòa. Sự thành kiến này khiến cho tập đoàn Tân Tạo của bà lâm vào vướng mắc khó gỡ, vì thủ tục tiếp theo nếu không trả thì tập đoàn Tân Tạo buộc phải tuyên bố phá sản. Những quyết định của ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm vào bà trước kia vì những động cơ trả đũa ông Trương Tấn Sang là có thật, nhưng vụ những người săn lấp đòi nợ sau này lại hoàn toàn tách biệt. Sở dĩ họ đòi rất mạnh là vì uy quyền của ông Sang không còn, chứ không phải âm mưu của ông Dũng xúi giục. Cũng nên chú ý là công ty Quốc Linh khởi kiện đòi tiền ngay khi đại hội lần thứ 13 kết thúc, với kết quả là đàn em ông Trương Tấn Sang là ông Trương Hòa Bình không trúng cử ủy viên Trung ương Đảng. Ngay trong lùm xùm kiện cáo, bà Yến chỉ đạo ban quản trị Tân Tạo chuyển sang Mỹ cho bà 2.000 tỷ đồng để thực hiện dự án do bà chịu trách nhiệm bên Mỹ. Hành động này cho thấy không còn người đỡ đầu, bà Yến tính nước rút tiền bỏ chạy. Việc kiện tụng om sòm chỉ là chiêu trò và tung hỏa mù để thực hiện chót lọt việc chuyển tiền ra nước ngoài. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và bà Đặng Thị Hoàng Yến. Rồi tới đây, những gì liên quan đến bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam sẽ không còn nữa. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể hại được bà nữa, và ông vẫn đi vào Tân Tạo mà đập. Lúc này, những đối tác chưa được Tân Tạo trả nợ và những cổ đông còn lại của Tân Tạo sẽ lĩnh đủ. Đấy chính là bức tranh hổ báo quần nhau, ruồi muỗi ngã lăn quay. Sân chơi lớn luôn là rủi ro cho những người có vốn yếu và thế lực mỏng. Các cổ đông tưởng sẽ bám vào Tân Tạo là đứng trên vai người khổng lồ, nhưng cuối cùng thì họ lại gánh hậu quả của những tay chơi lớn.